Sau đây em xin phép giới thiệu về hệ thống hạn chế rủi ro khi lái xe ô tô. Đây là mô hình mô phỏng chân ga, chân phanh, cùng với đó là hai biến trở được gắn đồng tâm với quỹ đạo chuyển động của chân ga, chân phanh. Về phần cấu tạo, có mạch hạ áp, mạch Arduino Nano, module GPS, module SIM, mạch điều tốc, động cơ và cuối cùng là cảm biến CO2. Sau đây em xin phép chạy thử hệ thống. Trường hợp đầu tiên là khi tài xế đạp ga với tình trạng bình thường. Còn đây là trường hợp tài xế đạp nhầm chân ga với tình trạng hoảng loạn.